quan tâm nè, biết chia sẻ mọi điều cho em. Em thích ở Khanh, ở Thanh là sự chung thủy, thật thà. Ngày 3 tháng 5 ạ. Khoảng giao giữa ngày 4 và 5 tháng 3. Ngày 13 tháng 9. Sinh nhật 4 tháng 12 ạ. Cây son. Món quà đầu tiên, à cây son. Tật xấu là hay cằn nhằn. Tiếp theo là xí hơi. Xấu à? Ăn nhiều này, ngủ nhiều này. Và lười thể dục. Nụ hôn đầu tiên của tụi em ở đầu ngõ. Nụ hôn đầu tiên ạ, 5 tháng 3. Ở đâu? Ở sinh nhật một người bạn. Đi Đà Lạt ạ. Chuyến du lịch đầu tiên đi Đà Lạt. Một tiếng. Khoảng một tiếng gì đó. Thật ra là em không biết là theo phong cách gì nữa. Toàn bộ cái đám cưới thì trang trí hầu như là anh Quân là người đứng ra trang trí hết tất cả mọi thứ. Đám cưới của mình cũng không có gì đặc biệt lắm, tại vì nó chỉ theo cái truyền thống của người ngoài Bắc. Nhưng mà cái đặc biệt là Quân tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ, set up rồi mời bạn bè, rồi nói chung là mình muốn thử cái cảm giác đó để mình biết, để sau này coi như là có thể sau này mình có kinh nghiệm để làm đám cưới cho con trai chẳng hạn. Và chúng mình sẽ hẹn gặp lại các bạn tại triển lãm cưới của ngôi sao.net nhé.